Xin chào tất cả các bạn học viên của Sunshine School. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chủ đề về khuôn mặt. Chúng ta sẽ cùng khám phá thêm một số các bộ phận khác trên khuôn mặt nhé. Hair. 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 Tóc. Nose. Nose. Mũi. Chin, chin, cằm. Lips, lips. Hôm trước mình học về từ miệng là mouth, thì chúng ta có một cái miệng. Hôm nay chúng ta học về lips, đó là cái môi. Một cái miệng thì sẽ bao gồm có hai cái môi đúng không ạ? Lips, có S. Bây giờ chúng ta nói là chúng ta có cái bộ phận đó thì chúng ta sẽ thực hành nói như sau. I have hair. I have hair. Tôi có tóc này. I have a nose. I have a nose. Tôi có một cái mũi. I have a chin. I have a chin. Tôi có một cái cằm. I have two lips. I have two lips. Tôi có hai cái môi. Tương tự giống như bài trước thì bây giờ các bạn hãy nói tổng thể cho cô giáo biết chúng ta có những gì trên khuôn mặt nhé.